Tối thứ hai hàng tuần, cà phê 24 giờ. Một chương trình thể thao mới trên kênh Thể thao HD tin tức. Với bình luận viên bóng đá Nguyễn Đức Hùng và nhà báo thể thao Phan Đăng. Một chương trình bình luận mới lạ, đa diện nhưng cũng đầy tính nhân văn về các vấn đề thể thao trong nước và thế giới. Cà phê 24 giờ, cầu nối giữa các chuyên gia và người hâm mộ. Cùng chia sẻ và gợi mở các chủ đề thể thao được quan tâm. Cà phê 24 giờ, những câu chuyện từ các trang báo hay là chương trình của các nhà báo thể thao về các vấn đề thời sự thể thao. Đây là chương trình Cà phê 24 giờ với hai nhà báo thể thao Đức Hùng và Phan Đăng. Kính chào quý vị và các bạn. Bất chấp SEA Games 28 đang đến rất gần nhưng tâm điểm của dư luận vẫn chỉ là hành trình của hai đội tuyển bóng đá quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Mọi thông tin về cầu thủ, tập luyện, lịch thi đấu luôn chiếm phần lớn các trang báo thể thao và các chương trình phát thanh và truyền hình. Cà phê 24 giờ tuần này của chúng tôi xin trở lại với chủ đề bóng đá. Tuy là một góc rất hẹp nhưng cũng có nhiều vấn đề để mổ xẻ. Đó là tình trạng chấn thương của các tuyển thủ khi lên tập trung đội tuyển dưới thời huấn luyện viên người Nhật ông Miura. Bão chấn thương đang thực sự gây lo ngại cho dư luận trong thời gian qua. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích, đã có nhiều ý kiến không hài lòng về cách huấn luyện của ông Miura. Thậm chí quan chức của Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã lên tiếng. Vậy chúng ta nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Ông Miura có lỗi hay là không? Chúng tôi sẽ cùng bình luận và mổ xẻ với gương mặt quen thuộc nhà báo Phan Đăng. Và như thường lệ, mở đầu chương trình chúng ta hãy xem một phóng sự tổng hợp về tình trạng chấn thương của hai đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Miura, chấn thương dường như đã trở thành một đặc sản, một nỗi lo thường trực luôn canh cánh ở bên ông. Nếu như cường độ tập thể lực nặng ở đợt tập trung trước trong vòng loại U23 châu Á được coi là nguyên nhân của hàng loạt sự chia tay của các cầu thủ trẻ tài năng, thì ở lần này, mặc dù không tập nặng nhưng chấn thương vẫn nhiều. Người ta ví nó như một cơn bão quét qua cả hai đội tuyển. Bởi vì chúng ta sức ép thành tích quá lớn. Tôi cho rằng là sức ép thành tích quá lớn. Vậy nên huấn luyện viên Miura phải đốt cháy giai đoạn, buộc phải chọn những cầu thủ nào khỏe nhất, cầu thủ nào đạt phong độ tốt nhất thì phải tập luyện với cường độ cao. Và việc họ phải đá từ tháng 1 cho đá liên tục cho đến vòng thứ 11, rõ ràng là cái đó là một cái điều mà cái thể lực của các cầu thủ không đảm bảo được tốt. Vậy nên khi mà họ phải quay lên họ tập luyện với cường độ cao trong cái quãng thời gian mà đáng nhẽ họ cũng được thả lỏng, thì cái đó là cái nguyên nhân dẫn đến chấn thương. Phải nói rằng là nếu mà nói cái đợt tập trung trước của đội U22 là chấn thương, là do cái cách tập luyện của huấn luyện viên Miura một cách tức là về rèn thể lực rất là khắc nghiệt, thì tôi nghĩ là điều đấy là rất là đúng. Tuy nhiên lần này thì là cái các bài tập về thể lực không nặng như lần trước, và các cái chấn thương của các cầu thủ hầu hết là đến từ những khi mà tập luyện từ câu lạc bộ, và rất là nhiều cầu thủ đã không kịp bình phục để chuẩn bị để đạt được cái tiền thể lực tốt nhất để bước vào các bài tập của huấn luyện viên Miura. Điều đáng ghi nhận dưới thời huấn luyện viên Miura là sự quyết tâm thể hiện bản thân của các cầu thủ, nhưng sự hết mình trong những trận đấu giao hữu đã khiến cho không ít các cầu thủ phải ở nhà để điều trị chấn thương thay vì đến Singapore để theo đuổi giấc mơ vàng. Không thể bắt các cầu thủ giữ chân khi họ đang quyết tâm thể hiện khả năng của mình, huấn luyện viên Miura đành phải thay bác sĩ của đội như một giải pháp tình thế. Nhưng suy cho cùng thì bão chấn thương có lẽ sẽ là một điều mà người ta nên quen khi còn làm việc với huấn luyện viên Miura. Cái cá nhân tôi cho rằng là đây nó không phải là cái lỗi của Miura, bởi vì như tất cả chúng ta đều biết là ông Miura nói là bóng đá Việt Nam của chúng ta chỉ đá được 60 phút, tức là chỉ đảm bảo được khoảng 2/3 cái chặng đường thôi, còn 30 phút lại là ông Miura phải cố gắng để bù đắp. Và chúng ta biết là trong vòng 1 tháng 1 ngày thì đấy là một cái, tôi nghĩ là một cái mảng công việc mà nó quá nặng nề, và ông Miura đã hoàn thành rất tốt. Cái thứ hai là ở V-League của chúng ta thì nói thật là các câu lạc bộ người ta không có một cái huấn luyện viên thể lực chuyên trách, thì rõ ràng là rất là khó để chúng ta đảm bảo được một cái nền tảng thể lực cho cầu thủ. Và ông Miura thì có một cái suy nghĩ tôi cho là nó rất là hợp lý, tức là tất cả những cầu thủ nào mà không trụ lại được trong quá trình tập thể lực thì đấy được gọi là đào thải một cách tự nhiên. Tức là nếu không thì khi đưa cầu thủ này vào giải đá một trận đấu quan trọng mà người ta lại có thể bị tái phát chấn thương hoặc là có một cái vấn đề gì về sức khỏe, thì thực sự là cái đấy mới là cái bất lợi cho chúng ta.
Thế nhưng ở nếu một câu lạc bộ mà tập quá kém thì nên bị thương thì đấy là lỗi của ta chứ không phải lỗi của người ta. Thế còn ông chỉ có cái lỗi là không nhận ra rằng ở dưới nó tập kém quá mà mình trầm đặc thì ảnh hưởng, thì cái đó là cái lỗi của ông ấy. Nhưng mà tôi nghĩ là không có lỗi như vậy. Điều đáng tiếc là những người chịu thiệt trong sự đào thải tự nhiên ở phong cách huấn luyện của huấn luyện viên Miura đang là những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, những người có thể tạo ra được sự khác biệt, đem lại sự thăng hoa trong phong cách chơi bóng. Nhưng dẫu sao thì huấn luyện viên Miura cũng đang có trong tay những chiến binh, những người có đủ khả năng, đủ lửa để cháy trong suốt trận đấu và tất nhiên là đủ khỏe để có thể vượt qua được chấn thương. Thưa anh Phan Đăng, cầu thủ chấn thương thì không ai mong muốn, nhưng có quá nhiều cầu thủ chấn thương như thời điểm này thì dư luận bức xúc cũng là điều chúng ta dễ hiểu. Vậy theo quan điểm của anh thì ông Miura có lỗi hay là không? Cái chuyện mà cầu thủ chấn thương thì không phải đến đợt tập trung này mới diễn ra. Anh Hùng nhớ lại là cái đợt tập trung của đội tuyển U23 mà chuẩn bị cho cái vòng loại U23 châu Á năm 2016, tức là đá cái tháng trước ở Malaysia, thì cái giai đoạn đấy thậm chí còn chấn thương khủng khiếp hơn bây giờ. Cái lúc đấy là một loạt cầu thủ chấn thương và sát ngày lên đường rồi, chúng ta bị mất người. Rồi khi sang Malaysia để đá cái giải đó thì chúng ta vẫn có những cầu thủ bị băng kín đầu gối, điển hình là Tuấn Anh. Thế còn ở bây giờ, trở lại cái vấn đề bây giờ thì đấy, nhiều cầu thủ chấn thương phải rời khỏi đội tuyển U23. Và chúng ta biết rằng là vài ngày trước khi lên đường đi Thái Lan thôi thì thủ môn Nguyên Mạnh lại chấn thương sau một cái pha va chạm trong một cái buổi tập. Mà Nguyên Mạnh là thủ môn số 1. Thế cho nên nói gì thì nói, những cái chấn thương này nó đã khiến cho sức mạnh của đội tuyển bị ảnh hưởng. Thế còn tại sao mà các cầu thủ chấn thương và ông Miura có lỗi gì không thì chúng ta sẽ cùng bàn trong những cái phần tới đây của chương trình. Vâng, từ câu chuyện báo chấn thương của đội tuyển mà dư luận đang rất là lo ngại, và như chúng tôi đã trao đổi thì Tổng cục Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã lên tiếng lo ngại về vấn đề đó. Thế thì nhân cái chấn thương này, cũng theo anh có cái là dịp để chúng ta xem lại công tác trị liệu, công tác y tế của V-League và của các câu lạc bộ của Việt Nam hay không? Anh Hùng nói một cái ý mà đúng là ông Miura cũng nói như thế. Trước cái trận giao hữu giữa Việt Nam và Triều Tiên, cái trận hòa 1-1 anh Hùng xem rồi, thì người ta có hỏi Miura là tại sao cầu thủ chấn thương vậy. Thì ông Miura nói là do bác sĩ ở V-League kém, do công tác y tế trị liệu ở V-League kém. Ông lý luận thế này này, tức là ở V-League có những cái trường hợp mà cầu thủ bị phát hiện chấn thương rất là muộn, hay là cầu thủ bị chấn thương nặng thì bác sĩ ở các câu lạc bộ phát hiện là chỉ là nhẹ thôi, thành thử ra huấn luyện viên tung vào sân thi đấu rất là sớm, và vì vậy cho những cái chấn thương nó cứ liên tiếp nó xảy ra và cầu thủ không có thời gian phục hồi. Như vậy trong góc nhìn của Miura ấy, thì ở một khía cạnh nào đó ông ấy cho rằng là cầu thủ chấn thương của đội tuyển vừa rồi là lỗi bắt nguồn từ công tác y tế trị liệu ở V-League. Thì đấy là quan điểm của ông ấy. Thế còn người V-League thì người ta nói gì? Trong khi ông Miura ông bảo là lỗi có thể nằm ở bác sĩ trị liệu ở V-League thì rất nhiều quan chức ở V-League lại nói khác. Vâng. Cái vấn đề nằm ở chỗ đấy. Khi trả lời báo chí thì rất nhiều quan chức V-League họ nói rằng là thứ nhất, ở cái giải U23 châu Á 2016 ấy, ở Malaysia thì Miura tập thể lực khủng khiếp quá. Bắt các cầu thủ chạy giữa trời nắng rồi tập những cái bài tập nó quá sức chịu đựng của cầu thủ. Thế cho nên theo những cái vị chuyên gia này thì các cầu thủ chấn thương là do ông Miura tập thể lực quá nặng. Còn bây giờ thì ta thấy ví dụ có những cầu thủ chấn thương như Hoàng Thịnh chẳng hạn. Hoàng Thịnh sau một cái va chạm quá đà trong cái trận giao hữu với U23 Hàn Quốc thì bị gãy một cái xương sườn. Và Hoàng Thịnh đánh mất luôn cả cái giấc mơ SEA Games. Tại sao Hoàng Thịnh lại đi tranh chấp những quyết liệt như thế trong một trận đấu chỉ mang tính giao hữu? Thì người ta cũng đặt câu hỏi là ông Miura muốn các cầu thủ phải đá lửa từ đá tập đến đá giao hữu, nhưng lửa đúng vào cái thời điểm chuẩn bị đi SEA Games để chúng ta mất lực lượng như vậy thì có nên không? Như anh vừa phân tích thì có một độ vênh nhất định giữa hai phía, thì quan điểm của anh, một nhà báo theo dõi lâu năm, thì quan điểm của anh như thế nào? Trước hết thì tôi phải nói là bây giờ hỏi là bác sĩ của V-League có yếu không? Thế thì chưa ai bảo bác sĩ V-League mạnh cả. Không những Miura mà Calisto ngày xưa cũng chê bác sĩ V-League. Ngày xưa có một chuyện thế này này. Khi mà đội U23 Việt Nam ấy chuẩn bị cho cái SEA Games năm 2009 ở Lào thì Calisto phát hiện ra một cầu thủ bị sâu răng. Và vì vậy ông bắt cả đội đi khám răng. Vâng. Anh thấy có buồn cười không? Huấn luyện viên trưởng ở một đội tuyển tầm cỡ quốc gia mà phải bắt các cầu thủ đi khám răng. Nhưng ông Tô nói với tôi là công tác y tế của các câu lạc bộ V-League và hệ thống đào tạo trẻ quá kém. Chăm sóc cái răng miệng thôi là cái chuyện rất là bình thường, mà phải lên đội tuyển, huấn luyện viên trưởng đội tuyển đưa đi khám răng thì cái chuyện đấy đã từng xảy ra. Thế cho nên đầu tiên là tôi đồng ý với ông Miura rằng là đúng là cái công tác y tế và trị liệu ở V-League chưa ai nói nó là tốt cả. Tôi không dùng từ yếu kém, tôi dùng là chưa tốt. Thì đấy thứ nhất. Thứ hai,
là ông Miura không chỉ nói về công tác vật lý trị liệu đấy, ông còn nói rằng là thể lực của V-League không tốt, các cầu thủ ở V-League chạy ít quá. Mà một người đồng hương của ông ấy là cựu trưởng giải Tanaka Koji, ông có đưa ra thông số là một cầu thủ V-League chỉ chạy bình quân 5,6 km một trận, trong khi một cầu thủ châu Á chạy bình quân 10 km một trận. Và chính vì cầu thủ V-League chạy chậm cho nên lên đội tuyển ông Miura bắt tập thể lực, bắt chạy nhiều, và từ đó thì người V-League lại kêu là vì chạy nhiều nên chấn thương. Thế thì đấy lại là một cái độ vênh tiếp theo. Và hai cái độ vênh này thì như tôi nói lúc nãy, rất cần bộ phận chuyên môn của VF ngồi lại. Thế còn trong lúc chưa ngồi lại thì bắt buộc một bên phải thích nghi với bên kia thôi. Hoặc Miura phải thích nghi với V-League, giảm cường độ vận động đi. Ngược lại, hoặc bên V-League phải tích lũy cái chuyên môn, tích lũy thể lực để khi lên đội tuyển thì không bỡ ngỡ. Ở đây tôi mở ngoặc nói thêm một ý nữa, là có những cầu thủ vừa rồi mà mới lên đội tuyển dưới thời Miura, ví dụ là anh ấy là một cái người mà bình thường thì tập luyện nói năng nhiều lắm, trêu đùa nhiều lắm, nhưng mà lên Miura rồi thì bây giờ không trêu được nữa. Bởi vì sao? Ông ấy tập nặng quá. Cầu thủ đấy bây giờ nổi tiếng là một người hay là cây cười ở đội tuyển. Vâng. Bây giờ không pha được tiếng cười nữa. Vâng. Thì đấy, những cái chuyện rất là nhỏ như thế, nó cho chúng ta thấy là một độ vênh. Nhưng mà thật ra mà nói, huấn luyện viên ngoại nào đến Việt Nam thời kỳ đầu cũng vênh. Vâng. À, tôi có một cái thắc mắc như thế này mà mong chia sẻ của anh. À, chúng ta thừa nhận rằng Hoàng Anh Gia Lai có một học viện bài bản nhất, chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Và chắc chắn họ có những chương trình tập luyện thể lực, có phòng sục rồi hồi phục thể lực rất là tốt, rất là chuyên nghiệp. Vậy tại sao những cầu thủ đại diện Hoàng Anh Gia Lai lên đội tuyển lại những người được cho là có tính tranh chấp về thể lực lại yếu nhất? Câu hỏi có cái gì hay. Nào, có cái gì nó mâu thuẫn đây không? Tôi rất thích câu hỏi này, điểm trúng vấn đề. À, tôi phải nói ngay rằng là cái việc mà Hoàng Anh Gia Lai mang một cái phòng tập xịn này, mang một cái thiết bị y tế xịn này, rồi mang một chuyên gia thể lực được quảng cáo là rất tốt của người Pháp. Còn một cái ý nữa tôi muốn bổ sung, đó là ký hợp đồng với một hãng và cung cấp về dinh dưỡng rất là tốt, rất nổi tiếng tại Việt Nam. Vâng, cái hãng đấy rất là tốt. Thế nhưng mà tôi phải nói thật là tất cả những cái điều chúng ta vừa nói nó chỉ diễn ra khi các em đang ở lứa U19. Anh nhớ là ký với cái hãng đấy khi mà đội U19 Việt Nam mà nòng cốt Hồng Anh đi đá giải quốc tế thì cái hãng đấy nó mới nhảy vào. Và cái việc mà cái phòng thể lực kia, cái ông huấn luyện viên thể lực người Pháp kia đến ý, thì cũng là khi mà các em đi đá các giải ở U19 rồi và bị phát hiện ra là yếu thể lực rồi. Thế thì rõ ràng cái việc thể lực này không được chuẩn bị từ gốc. Và không những cái lò GMG ở Việt Nam đâu, mà lò GMG trước đây ở Bangkok và lò GMG trên toàn cầu, người ta không chú trọng đến việc đào tạo thể lực ở nhỏ, từ thuở lứa nhỏ. Người ta chỉ chú trọng đến việc phát triển kỹ thuật của cầu thủ mà thôi. Vâng. Thậm chí họ còn không đào tạo kỹ năng hậu vệ vì họ nghĩ rằng là cái cầu thủ Đông Nam Á nói riêng và châu Âu nói chung người nhỏ bé. Thế cho nên là đào tạo kỹ thuật, tập luyện kỹ thuật để nhặt được ai xuất sắc, nhặt sang kia thì nhặt. Chứ họ, tức là họ tập trung đào tạo kỹ thuật, chứ họ không tập trung đào tạo cả một cái phẩm chất tổng hợp, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực vân vân của một cầu thủ phát triển toàn diện. Thì đấy chính là cái điểm yếu chết người của toàn bộ hệ thống đào tạo riêng gì trên toàn cầu. Mà cái này thì không phải tôi nói, mà cái này chính nhiều chuyên gia, trong đó có những người rất hiểu Hoàng Anh nhưng không tiện nói tên, chia sẻ với tôi như vậy. Và tôi đồng ý với quan điểm của chuyên gia này. Thưa quý vị và các bạn, về báo chấn thương khi cầu thủ lên tập trung đội tuyển, như chúng tôi đã nói đã được báo chí phản ánh nhiều. Sau đây chúng tôi xin chọn trích một số quan điểm của một số báo thể thao và một số chuyên trang về thể thao. Mấy ngày nay, tình hình chấn thương của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam khiến tôi bất an. Nhưng kỳ vọng thì vẫn phải kỳ vọng thôi. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 28 trả lời Thanh Niên Online. Lãnh đạo Tổng cục đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam về vấn đề này và đã nhắc nhở một cách rất thẳng thắn rằng đội tuyển U23 Việt Nam luôn phải đối mặt với những nguy cơ lớn về việc thiếu hụt lực lượng trong quá trình tập luyện và đấu giao hữu. Tôi rất lo lắng nếu đội U23 phải chịu cảnh mất quân ngay trước thềm giải đấu chính thức, vì đó sẽ là những sự đáng tiếc vô cùng lớn. Thực tế đang xảy ra đúng như những điều ông Phấn dự báo. Tuy nhiên, trên báo Thể thao Văn hóa, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng bày tỏ quan điểm, khó trách huấn luyện viên Miura, huấn luyện viên đang dẫn dắt đội Hải Phòng nói tiếp, hầu hết các tuyển thủ trước đó đã quen với giáo án tập luyện phù hợp với lịch thi đấu một tuần một trận ở V-League, thì bây giờ lên tuyển phải tập luyện với giáo án và cường độ vận động cao hơn ở câu lạc bộ, nên các cầu thủ chưa có được sự thích ứng dẫn tới việc gặp phải chấn thương. Cá nhân tôi không cảm thấy quá lo lắng về chuyện các cầu thủ của Hải Phòng có thể dính chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu trên đội tuyển, bởi chuyện chấn thương trong thể thao, nhất là trong môn bóng đá, là điều mọi cầu thủ,
mọi đội bóng đều phải sẵn sàng đối mặt và chấp nhận rủi ro chấn thương. Quan điểm của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng nhận được sự đồng tình của cây bút Thiên Thanh trong bài viết Cần sòng phẳng với ông Miura. Bài báo này lập luận: Cần sòng phẳng với ông Miura bởi mỗi lần tập trung, các đội tuyển của ông đều luôn đặt ý thức kỷ luật lên hàng đầu, từ tập luyện cho đến các trận đá chơi như đá thật. Bản thân ông thầy đã 52 tuổi vẫn cùng các học trò thực hiện các bài nhồi thể lực do chính ông soạn ra. Thế mà cũng có nhiều người trẻ còn hụt hơi với ông. Việc huấn luyện viên Miura chăm chút nâng cao sức bền và tinh thần chiến đấu máu lửa cho học trò bắt nguồn từ suy nghĩ từ những ngày đầu ông gắn bó với bóng đá Việt Nam qua kênh V-League. Ông đã từng thẳng thắn chỉ rõ nhiều điểm yếu của cầu thủ, nổi bật là lười chạy nên thường đuối sức ở nửa cuối hiệp 2. Cho nên mỗi lần lên tuyển hội quân, ông Miura luôn phải bắt tay làm lại từ đầu và làm thay cho công việc ở câu lạc bộ là tăng cường thể lực lẫn khát vọng chiến đấu cho học trò. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê 24 giờ số thứ tư, và chủ đề của chúng tôi hôm nay đó là tình trạng chấn thương của các cầu thủ khi lên tập trung cùng đội tuyển do huấn luyện viên ông Miura dẫn dắt. Thưa anh Phan Đăng, chúng ta tiếp tục chủ đề về có quá nhiều cầu thủ lên chấn thương và lỗi của ông Miura nằm ở đâu. Trong cái bài viết của anh thì anh cũng đề cập một vấn đề nữa, đó là ngoài cái việc chuẩn bị thể lực thì có một vấn đề nữa, đó là cái sự chơi quyết tâm máu lửa. Và ông Miura cũng cho rằng là cái sự máu lửa lần này và chấn thương xảy ra trong trận gặp U23 Hàn Quốc nó cũng không thể bạo lực bằng tình trạng V-League, và ông lại đổ thừa cho V-League. Anh có thấy vô lý không khi mà ông Miura được đánh giá là một con người rất chỉn chu, rất kiệm lời và làm việc trong một môi trường rất là chuyên nghiệp và khoa học? Bây giờ hỏi V-League nó có bạo lực không thì thôi, không cần phân tích. V-League của người ta quá bạo lực rồi. Cầu thủ đá gãy chân nhau. Đấy, anh hùng của An Giang bị Đình Đồng của Sông Lam Nghệ An đá gãy chân trên sân Vinh. Thế rồi những cái cầu thủ lao vào triệt hạ nhau là điều nó diễn ra nhan nhản. Tất nhiên những cái năm trở lại đây thì V-League đã cải thiện dần, nhưng bạo lực vẫn là một cái điểm xấu, điểm đen của V-League. Và không phải đến bây giờ, ngày xưa ông leader ông sang Việt Nam ấy, ông ấy bảo rằng là cầu thủ Việt Nam không bao giờ chuyên nghiệp được. Vì sao? Vì không biết tôn trọng đôi chân của đối thủ. Ông leader ông bảo là tôi xem giải vô địch quốc gia Việt Nam, tôi thấy họ đá nhiều lúc như đánh nhau ấy. Và khi mà cầu thủ không biết tôn trọng đôi chân của đối thủ thì cũng có nghĩa là họ không biết tôn trọng cái nghề nghiệp của mình. Đấy, thì như vậy là từ lịch sử đến bây giờ, V-League nổi tiếng là một giải đấu nhiều bạo lực. Thế thành ra bây giờ bảo V-League nhiều bạo lực như Buda thì quá đúng, đúng tất yếu rồi, không có cái gì tranh cãi ở đây cả. Thế nhưng mà tôi mới cho rằng là, đấy, bây giờ đổi tại là cầu thủ V-League thể lực kém, đổi tại là cầu thủ V-League bạo lực, đổi tại cho công tác y tế của V-League quá yếu thì tất cả là đúng rồi. Không có cái gì tranh cãi. Mà cái vấn đề là gì? Từ một cái nền V-League như vậy, cái người giỏi ấy, là người ta phải làm sao để nhào nặn lên một cái đội tuyển nó có sức sống. Thì đấy mới là cái khó. Chứ còn đến đây để đổi tại thì ai cũng đổi tại được. Mà đời huấn luyện viên ngoại nào cũng đổi tại. Trong cái trận đấu tại vòng loại U23 châu Á vừa qua thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh Công Phượng có một cú giật cùi trỏ trong một cơn mưa và có lẽ trọng tài không nhìn ra. Rồi trận đấu với Hàn Quốc sân Mỹ Đình thì Đức Lương cũng có vào bóng rất là quyết liệt. Chúng ta có liệt đấy là tình huống bạo lực không, hay đấy là một sự nhiệt tình và muốn thể hiện nó hơi quá đà một chút trước vị huấn luyện viên rất là khó tính và có đánh giá về cầu thủ rất là khắt khe như ông Miura. Cái pha bóng mà Công Phượng giật cùi trỏ vào cầu thủ của Malaysia ấy, ở trên sân của Malaysia, là một pha bóng mà nếu trọng tài phát hiện thì Công Phượng sẽ bị thẻ đỏ. Tất nhiên chúng ta hiểu là trong bóng đá mà chúng ta cũng là người đá bóng mà, mặc dù nó đá bóng phủi thôi, đá bóng phong trào thôi, chúng ta hiểu Phượng là một tiền đạo bị cầu thủ Malaysia đeo bám sát, thậm chí dùng tiểu xảo để khiêu khích. Thế nhưng mà người ta khiêu khích và chỉ chờ anh đánh lại thôi để anh ăn thẻ đỏ, cho anh đánh lại, anh mắc đòn ở người ta rồi. Thì hôm đấy Công Phượng có đánh lại, và hôm đấy camera quay lại rất rõ, nhưng mà may cho Công Phượng là trọng tài không nhìn thấy. Thì cái tình huống của Công Phượng thì có Đức Lương, quan điểm của tôi cho rằng đấy là bạo lực. Đấy là bạo lực, chứ không phải là một cái sự máu lửa. Máu lửa và bạo lực là hai khái niệm khác nhau. Đấy, cái máu lửa là gì? Anh đang hết mình, anh thể hiện một cái tinh thần quyết thắng, nhưng anh không phạm những cái lỗi thô thiển, không vào bóng bằng gầm giày, không vung tay, vung chân, không làm đau đối thủ. Chứ cùi trỏ này đập thẳng vào người ta là rõ ràng là bạo lực rồi. Là bạo lực rồi. Thế cho nên là cái ranh giới giữa máu lửa và bạo lực đôi khi nó rất mong manh, nhưng đôi khi nó rất rõ ràng. Và cầu thủ chúng ta thì phải ý thức rất rõ cái điều này. Chứ nếu không ấy, chúng ta cứ mang cái thói quen V-League, chúng ta đi đá đội tuyển ra nước ngoài thì ăn thẻ đỏ rất cao. Và lịch sử thì chúng ta đã phải trả giá rất nhiều vì cái chuyện là mang thói quen V-League ra đá ở AFF Cup và cuối cùng mất người vì thẻ đỏ.
Vâng, chúng tôi trong thời gian vừa qua đã phỏng vấn rất nhiều ý kiến của các nhà báo và các chuyên gia, các huấn luyện viên tại V-League về những chủ đề mà chúng ta đang bàn luận. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe những ý kiến, những phát biểu của họ. Cái cách mà Miura thể hiện vẫn là một cái đội tuyển tôi cho là nó vẫn luôn luôn giữ được cái sự bùng nổ và khả năng bùng nổ ở trong mỗi cầu thủ. Và chính vì thế, tại sao nó có được điều đấy là bởi vì là những cầu thủ đã vượt qua những bài test thể lực rất là nặng nề của Miura. Và đấy là cái triết lý mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có phần nào đấy nó mang lại những cái niềm phấn khích cho người hâm mộ, và cái niềm phấn khích nó đi kèm với cái sự mong chờ. Về mặt lối chơi của Miura đang áp dụng cho đội U23 thì tôi vẫn có cảm giác là xem chưa thật sự là sướng mắt, và cũng như là một số các fan của đội U19 đây thì tôi vẫn mong muốn một cái lối chơi nó mang tính mềm mại hơn và tận dụng được tối đa những cái ưu điểm của người Việt Nam, ví dụ như sự nhanh nhẹn, ví dụ như là sự khéo léo, thì những cái yếu tố này ở trong đội bóng của Miura hiện nay chưa thể hiện được. Tôi đánh giá cao cái việc mà huấn luyện viên Miura khi mà tập trung đội hai đội tuyển trong một. Chúng ta thấy rằng rất nhiều cầu thủ của đội tuyển U23 nòng cốt đã được bổ sung lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho cái trận đấu với Thái Lan. Thì tôi cho rằng đó là một cái động lực để các cầu thủ đó thể hiện mình. Mà thực tế ra thì tôi thấy là ông Miura đây hiện nay đang chính là người mà Việt Nam, bóng đá Việt Nam của chúng ta đang rất cần. Và tôi hy vọng là tất cả các huấn luyện viên ở Việt Nam có thể nhìn ông như là một cái cách, một cái gợi ý để cho có thể chúng ta có thể thay đổi lại hệ thống thi đấu, thậm chí là can thiệp cả vào cái giáo án tập luyện để làm sao cho các học trò của mình luôn luôn ra sân với cái điểm rơi phong độ cao nhất. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê 24 giờ số thứ tư, và chúng tôi tiếp tục cuộc trao đổi với anh Phan Đăng. Thưa anh Phan Đăng, chúng ta đã nói nhiều về ông Miura, và chủ đề các cuộc bình luận gần đây của giới hâm mộ Việt Nam đều là ông Miura và cách xây dựng đội tuyển của mình. Phải chăng là ông Miura đã tìm ra được mấy lối chơi thích hợp nhất với cầu thủ Việt Nam, vừa mang tính thực dụng và phù hợp với những cầu thủ ông hiện có vào thời điểm hiện nay? Và tôi chợt liên tưởng đến một cái tinh thần fighting như thời huấn luyện viên Calisto cách ít lâu. Anh nói về lối chơi, tôi nhớ cuộc mà Miura trả lời độc quyền một tờ báo Nhật Bản, một kênh truyền hình Nhật Bản. Ông có nói thế này này: khi lần đầu tiên tôi dẫn dắt đội tuyển Olympic tại ASEAN 17 và trận đầu tiên ra quân đá tấn công và thắng Iran 4-1, thì tôi tin rằng là chúng ta có thể đá tấn công một cách sòng phẳng với các đội bóng Tây Á. Nhưng mà đến trận đá với UAE ở tứ kết thua 1-3, chúng tôi biết rằng hóa ra niềm tin đấy không phải. Và vì vậy cho anh để ý là sau này thì bên cạnh cái lối chơi tấn công, Miura bắt đầu xây dựng một cái lối chơi phòng ngự. Thậm chí có nhiều trận đấu như trận đấu với Nhật Bản, U23 Nhật Bản ở cái giải U23 châu Á vừa rồi, chúng ta không những phòng ngự đâu mà chúng ta tử thủ. Nó khác hẳn với một hình ảnh đội tuyển Olympic và đội tuyển Việt Nam tấn công trong năm 2014. Thì tôi cho rằng là về mặt chiến thuật, cái nhãn quan của Miura thế là rất nhạy bén. Và cái việc mà thay đổi chiến thuật khác nhau trong từng đối thủ, từng bối cảnh khác nhau như vậy là rất cao tay. Rất cao tay. Và ông đã đạt được mục tiêu đề ra. Và đạt được mục tiêu của mình. Còn sẽ có người bảo đá tử thủ thì không đẹp. Thế nhưng mà do lúc đấy ông ấy cần một điểm nhưng không đẹp. Ví dụ thế, không xấu là được. Không xấu hiểu nghĩa là không tàn độc và bạo lực là được. Vâng, và để đạt được cái mục đích như trong trận đấu giữa gặp Nhật Bản thì ông đã có một trận đấu cực kỳ bị chỉ trích. Vâng. Ở trận giao hữu với Đồng Nai. Vâng. Vậy trận đấu giao hữu này sẽ cùng lúc đấy mọi người không hiểu tại sao đá với Đồng Nai mà phải đá đi phòng ngự như vậy. Nhưng mà đấy, nó là một bước chuẩn bị cho cái trận đấu với Nhật Bản. Hay là vừa rồi chúng ta thấy nhé, đã giao hữu với Hàn Quốc, U23 Việt Nam cũng tập phòng ngự rất là rõ. Thì tôi cho rằng đấy cũng sẽ là một cách tập dượt để SEA Games này, trong những cái trận đấu nào đó chúng ta phải đá trong tư thế cửa dưới. Vâng. Thì đấy là về mặt chiến thuật, tôi cho rằng ông ấy thích nghi rất là nhanh và hiểu vấn đề. Tôi dùng khái niệm này, ngửi vấn đề. Vâng. Rất là nhạy. Thì một huấn luyện viên cần cái khả năng ngửi vấn đề như thế. Thì ông ấy ngửi về mặt chiến thuật và cái điểm mạnh, điểm yếu cầu thủ rất là nhạy. Cái ý thứ hai của anh Hùng nói là cái tinh thần fighting của thời Calisto ấy, thì đúng như vậy. Miura rất giống Calisto ở chỗ là hai người đều bắt các cầu thủ của mình phải mạnh mẽ, phải máu lửa từ tập luyện, thi đấu đến chiến đấu. Cái Tiger Cup năm 2002, cái trận đấu tập huấn trước khi đi lên đường dự cái giải đó, thì Calisto cầm đội tuyển Việt Nam đá với Đồng Tâm Long An. Hôm đấy thì đội tuyển thua trận. Và nhiều cầu thủ vì sao? Giữ chân trước khi lên đường, cho nên đội tuyển thua. Và Calisto bắt đầu mới nổi điên lên, mắng các cầu thủ té tát. Mắng cầu thủ thể tát, ông ấy nói là các anh phải đá hết mình, chấn thương cũng được, nhưng mà lửa, chứ không chơi cái kiểu gọi là vừa đá vừa giữ chân. Và cái Tiger Cup đấy, trước thềm đó thì Văn Sĩ bị chấn thương, nhưng Calisto mang Văn Sĩ đi ra dự giải, và Văn Sĩ ngồi trên xe lăn anh Hùng ạ, và ngồi cạnh cái cabin huấn luyện.
thì tất cả những cầu thủ Việt Nam hôm đấy khi ra sân ý, nhìn vào cái xe lăn của anh Văn Sĩ Chấn Thương ngồi đấy và họ thấy rằng là tiếp thêm cho mình một cái sức sống để mình chiến đấu. Và năm 2002, cái tăng cấp đó, chúng ta đặt cột mốc đoạt được huy chương đồng sau một cái thời kỳ dài thất bại. Năm 2008, khi Carlito trở lại đội tuyển Việt Nam, ông ấy lại đòi hỏi một cái tinh thần chiến đấu như vậy. Và cũng vì vậy mà có lúc cái đội tuyển của ông ấy nó trở thành một cái bệnh viện thu nhỏ. Nhưng mà cuối cùng 2008, bằng cái tinh thần fighting ấy chúng ta lên đỉnh vàng Đông Nam Á. Và bây giờ Miura lại đòi hỏi một cái tinh thần như thế. Cách đây từ hơn 10 năm thì chúng ta vẫn cứ mãi đi tìm một lối đá mang phong cách Việt Nam với nhỏ rồi là phối hợp nhỏ. Nhưng mãi chúng tôi không tìm ra bởi vì mỗi huấn luyện viên đều có một lý thuyết riêng của mình. Phải chăng là Miura đang tìm ra một cái lối đá mà phù hợp nhất, mang lại hiệu quả nhất cho con người Việt Nam ở thời điểm hiện tại? Bây giờ ấy, trước khi nói đến Miura, chúng ta thế thì chúng ta phải xem là tiêu chí nào thì sẽ phù hợp với con người Việt Nam. Bên lúc đầu thì chúng ta ở con người Việt Nam nhỏ nhuyễn, cho nên chúng ta thuê thầy Nam Mỹ, thuê thầy Brazil sang và đá nhỏ nhuyễn, chúng ta không đá được. Đá 4-3-3 của thời Tavares là chúng ta thất bại. Rồi đá thời Dido 4-4-2 theo kiểu kỹ thuật chúng ta cũng thất bại. Thế thì sau một giai đoạn chúng ta lại bảo là không, hóa ra kiểu Nam Mỹ thất bại, chúng ta lại quay sang kiểu Âu. Mời cả Colin Murphy người Anh sang. Và lúc đấy thời của đội tuyển Việt Nam Colin Murphy là gì? Đội tuyển Việt Nam đá tấn công biên tạt cánh đánh đầu, đúng như người Anh. Thế cho nên là bây giờ rốt cuộc là chúng ta phải biết là thế thì rốt cuộc cái tiêu chí của chúng ta là cái gì? Thì tôi cho rằng chúng ta chưa biết tiêu chí của chúng ta là cái gì. Thì cái chỗ này lẽ ra hội đồng huấn luyện quốc gia, cái bộ phận các đội tuyển quốc gia, các cái nhà chuyên môn của liên đoàn, họ phải ngồi lại, họ có những cái thống kê cụ thể, họ có những các cái tiêu chí cụ thể và từ đó họ tìm thấy phù hợp. Chứ bây giờ là họ chưa có một cái tiêu chí gì cả. Ông Lê Hùng Dũng lên, ông thích Nhật hóa nền bóng đá, ông ấy mời thầy Nhật sang. Thế tôi giả dụ sau bốn mấy cái năm nữa ông Dũng cũng không làm nữa, một cái ông khác lên mà không, bây giờ tôi không thích Nhật mà tôi lại thích Đức thì có khi lại một cái thầy Đức sang. Và nếu như may khi ông Đức đi ông Nhật này giống nhau, chứ còn nếu như mà không thì chúng ta lại rẽ theo một hướng khác. Tức là tóm lại chúng ta chưa có một cái tiêu chí gì cả. Cho nên cái mà anh Hùng nói là xây dựng cái lối chơi Việt Nam ấy, nó giống như một mớ bồng bông ấy. Khi anh chưa xây dựng được tiêu chí, khi anh chưa xây dựng được là xét cho cùng mình cần cái gì, thì đừng nói đến chuyện lối chơi. Vâng, và đó vẫn là chỉ là câu chuyện của trà dư tiểu hậu cho nó vui đúng không ạ? Vâng, tôi cho rằng đấy là một câu chuyện rất trà dư tiểu hậu. Nhưng nhân đây tôi cũng thêm một ý này. Bóng đá thế giới bây giờ thế giới phẳng rồi. Người Đức đã bỏ hình ảnh của một cỗ xe tăng để thi đấu mềm mại như một con thiên Nga. Người Brazil dưới thời Dunga thì thậm chí bỏ Samba để thi đấu như một đội bóng châu Âu. Cho nên trong thế giới phẳng ý, thì cái tính gọi là cá biệt về mặt lối chơi đó là rất ít. Phai nhạt đi rất nhiều. Nó rất ít và nó là một xu thế tất yếu, không những trong bóng đá mà trong những cái vận động khác nữa như âm nhạc, như văn hóa của đời sống này. Và chúng ta cho nên là khi mà chúng ta hoạch định cái gọi là lối chơi bản sắc của chúng ta ấy, chúng ta phải cực kỳ để ý đến yếu tố này. Để chúng ta hình thành một cái bản sắc tương đối và chúng ta nhạy bén để tạo ra những thay đổi với từng đối thủ khác nhau và với từng cái lực lượng khác nhau mà mình có, thì đấy cũng là một điều quan trọng. Xung quanh bão chấn thương của đội tuyển Việt Nam thì có nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí có nhiều quan điểm trái chiều. Trong đó các nhà chuyên môn thì cho rằng chấn thương trong bóng đá là điều bình thường, rằng đó là cách rèn quân theo kiểu như là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, hay cái gì cũng có giá phải trả, nhất là trong một môi trường bóng đá có tính cạnh tranh khốc liệt và đối kháng. Nhưng cũng có ý kiến lo ngại và cho rằng phương pháp của huấn luyện viên Miura không hẳn đã phù hợp với cầu thủ Việt Nam và rằng lấy mục tiêu cao đẹp để bảo vệ cho phương pháp sai thì không thể đạt được kết quả tốt đẹp, vân vân và vân vân. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi cũng như trao đổi với nhà báo Phan Đăng trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta nên tôn trọng cách làm việc của mỗi huấn luyện viên và kết quả cuối cùng mới là câu trả lời chính xác nhất. Và cũng như các chương trình trước đó, chúng tôi như nhà báo xin chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games sắp tới, mang niềm vui về cho giới hâm mộ Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Cà phê 24 giờ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn anh Phan Đăng tiếp tục tham gia chương trình với chúng tôi.